3 của đoàn Đức Đội. Vâng. Cơ hội 20 không? Trận đấu này sẽ cho máy nghỉ. Vẫn rất nỗ lực. Giây hội ý đã hết, hai đội tiếp tục trở lại thi đấu. Hiệp này mình sẽ cổ vũ cho đồn hàng các bạn nhé. Hàng sau của Thành Đen, phòng thủ rất tốt của đoàn Đức Đội. Hàng sau của đoàn Đức Đội. Các bạn thấy đoàn Đức Đội toàn diện như thế nào không? Điểm Châu Văn Cương. Đó là pha phòng thủ của đoàn Đức Đội và phản công tấn công từ hàng sau mà ba luôn. Rất là ngọt ngào, rất giống hình ảnh của Văn Danh, đó là mỏ trong trận chung kết Ngọc Trào cách đây không lâu. Điểm bóng lúc này là 7-4 rồi. Biên 2. Hàng sau của Thanh, phòng thủ rất tốt, lại là hàng sau của đoàn Đức Đội. Lần này tiếp tục đoàn Đức Đội đã thành công, 8-4 rồi. Hai pha tấn công từ hàng sau của đoàn Đức Đội, điểm bóng là 8-4. Có lẽ do động lực thưởng đóng trên sân, nếu với tỷ số 2-0 thì sẽ có 10 triệu. Hai chủ công 10 kiếm nhật và đoàn Đức Đội đã thi đấu cực kỳ hiệu quả và cố gắng. Phòng thủ tiếp tục của đoàn Đức Đội, lại là đoàn Đức Đội, pha thứ 3. Tiếp tục 3-3, phòng thủ và phản công hàng sau 3-3 của đoàn Đức Đội đã thành công các bạn nhé. Rất ngọt ngào. Các bạn phải lưu ý 3-3 tấn công vừa rồi đều là từ hàng sau các bạn ạ. Trong đó có 2 pha tự đoàn Đức Đội đã phòng thủ.